Hoàng Anh xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Lại là lên một cái series nhà xây độc lập quý vị ạ. Căn nhà này với cái diện tích là 34,1m² trên sổ đỏ. Cái sổ này thì rất là vuông vắn, lại còn nở hậu mọi người ơi. Mặt tiền 3m7, chiều sâu là 3m9 mọi người ạ. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Ngõ trước nhà là xe ô tô có thể lùi vào tận cửa nha quý vị. Đó. Và thiết kế của căn nhà hoàn thiện gần như là chỉn chu 4 tầng, chỉ việc dọn đồ và ở ngay. Phần mặt tiền của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của cái căn nhà này. Với vị trí căn nhà, nó cụ thể nó thuộc tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội quý vị ơi. Và cái nhà này thì đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Căn nhà này quý vị chi trả trước giúp khoảng 800 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Hiện nay thì có bên BIDV là có cái phần lãi suất là 7,2% một năm đầu quý vị nha. Phần ngân hàng thì mọi người muốn tư vấn cụ thể hơn thì liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Tiếp theo, không bỏ lỡ với cái căn nhà này. Đây là cái phần tầng 1 của ngôi nhà. Thì với cái phần hoàn thiện gần như là chỉn chu, hồ sơ điện, hồ sơ nước, giấy phép xây dựng, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn theo đúng hiện trạng. Căn nhà này cũng đã được hoàn thiện xong hết rồi, chỉ việc kéo vali về và ở thôi. Tầng 1 của Ngọc Ánh đang đứng ở đây thì là được thiết kế hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, gạch lát nền là kích thước gạch 60-60, đường ngõ trước nhà thông thoáng, hướng nhà Tây Bắc. Tuy nhiên mọi người nha, phía đằng trước nhà là đã có một cái căn nhà cao tầng chắn cho mình rồi và có cái bóng cây rất là mát, không sợ bị nóng. Đó, quý vị nào hợp hướng nhà Tây Bắc thì liên hệ ngay với Ngọc Ánh vì cái căn nhà này xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn. Đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Ở đây thì chủ nhà để một bộ bàn ghế ở đây. Tuy nhiên thì cái bộ bàn ghế này chính là phòng khách ở trên tầng 2. Lát nữa Ngọc Ánh sẽ review cho mọi người. Còn ở đây là phần phòng bếp. Thì hiện tại chủ đang để tạm cái bộ bàn ghế ở đây thôi mọi người ạ. Còn cái phần phòng bếp đây. Phần phòng bếp cũng đã được hoàn thiện chỉn chu, chỉ việc dọn đồ về ở. Với cái thiết kế phòng bếp cũng rất là hợp lý và cái màu sắc thì cũng rất là tinh tế. Với nâu, cái tông màu trắng và cái gỗ nó màu nâu. Mặt bếp thì ốp toàn bộ là đá đen và xung quanh bếp đây quý vị có thể nhìn giúp Ngọc Ánh ở đây, nó là ốp gạch bông mọi người ạ. Cái gạch bông này gần như là cũng hiện theo cái xu thế thì hiện đại, nó là cái hiện đại mới nhất bây giờ, cập nhật cái xu thế giới trẻ đó. Thì là cái gạch bông này nó rất là đẹp, nhìn nó nổi bật. Toàn bộ cái đây phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304 đây mọi người này, kệ úp bát, giá bát này, chậu rửa, vòi rửa đều được lắp đặt và hoàn thiện chỉnh chu. Nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước Ngọc Ánh cũng chia sẻ rồi, được lắp đặt sẵn sàng xong hết rồi. Nước sạch thì sử dụng nước sạch sông Đà và điện lực thì điện lực Hà Nội. Chỉ việc kéo vali về và ở ngay với căn nhà này, thoáng trước thoáng sau. Ở đây là cái căn phòng bếp này cùng cái ô cửa sổ nho nhỏ hướng ra phía bên ngoài. Riêng cái phần phòng bếp này thì quý vị nhìn thực tế ở đây mọi người cho em nha, là không thiết kế hệ thống trần thạch cao, làm hệ thống trần thường. Và ở đây thì có một cái bóng đèn led chiếu sáng. Như quý vị có thể tưởng tượng thì ở đây có thể để một bộ bàn ăn khá là hợp lý đúng không ạ. Từ vị trí căn nhà này Ngọc Ánh sẽ chia sẻ một chút. Nó cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 4 km, cách với ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông 4 km. Nó cụ thể thì nó gần với trường đại học Phenica. Từ đây thì nó cũng gần với lại trường đại học thể dục thể thao. Nó cách trường đại học thể dục thể thao nó khoảng tầm 4 cây, cách với trường đại học Phenica thì khoảng tầm 2,5 cây, cách với ngã tư Lê Trọng Tấn thì khoảng tầm 4 cây đấy mọi người ạ. Và cách với trung tâm thương mại Iomon Hà Đông thì nó khoảng tầm 5,5 cây. Đo rất là chuẩn trên Google Maps đấy mọi người ạ. Cho nên là về cái độ chính xác thì nó cũng phải được tới 95%. Tiếp theo, tầng 1 của ngôi nhà thì có một phòng vệ sinh nhỏ nhắn đáp ứng cho quý vị bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Và đây, cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Gần đây thì Ngọc Ánh quay khá là nhiều những cái căn nhà xây độc lập của chủ đầu tư. Mọi người cứ yên tâm về cái chất lượng, nhà xây liền kề còn yên tâm, huống chi là những cái căn nhà xây có một căn duy nhất như thế này đúng không ạ? Toàn bộ cái tay vịn cầu thang đây mọi người có thể nhìn này, cái cổ trụ tay vịn cầu thang và đây, toàn bộ thiết kế là gỗ lim hết. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng, rất là hợp lý. Ngọc Ánh đã review chi tiết đường giá cũng như là đường hướng giá cả với cái căn nhà này rồi. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4, 5 của nhà. Mọi người ơi, đây chính là cái phía tầng 2 của ngôi nhà, phần phòng khách như Ngọc Ánh vừa chia sẻ đây.
đứng từ cái phía phòng khách này mà nhìn xuống dưới tầng 1 rất là thoáng. Với cái phần phòng khách là cái trần, từ cái khoảng cách từ phía trần này mọi người này cho tới xuống cái phần mặt đất ở đây, nó rất là rộng, rất là cao luôn. Nó khoảng tầm 3m7, 3m8. Và cái phần ở phần phòng khách này thì có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía đằng sau này. Cái phía đằng sau của ngôi nhà thì nó là hướng đông nam, quay đầu lại gió rất là mát, gió nam rất là mát mọi người ạ. Đó, còn cái phần phòng khách thì nó như thế này thôi. Căn nhà này thì thực tế ngoài đang đọc rất là đúng cái thông số nhà 34,1m trên sổ đỏ đấy mọi người ạ. Mặt tiền 3m7, mặt hậu 3m9. Căn nhà vuông vắn, không những vuông mà còn nở hậu. Một số quý khách hàng rất là thích nở hậu. Mọi người Việt Nam mình thì chỉ kiêng là thóc hậu thôi đúng không ạ? Còn cái phần nở hậu thì nở mà kiểu như kiểu là 1m gì đấy thì cũng khá là hợp lý. Mời mời theo em. À, nở chỉ có 20 phân thôi chứ, còn nếu mà kiểu nhiều quá thì nó thành bị chéo rồi mọi người ạ. Tiếp theo mời người theo em, ở phía tầng 2 như thế này thì là chủ đồ thiết kế một phòng ngủ ở phía tầng 2. Đây, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Cái căn phòng ngủ này, ngoài sẽ review cho mọi người, căn phòng ngủ này nó hơi nhỏ một chút so với lại thực tế. Tuy nhiên thì mọi người, cái này nó là công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Và chủ nhà thì thiết kế lên hiện trạng như thế nào thì Ngọc Ánh quay nó là như vậy. Cửa phòng ngủ ở đây, toàn bộ cửa thông phòng thiết kế là gỗ. Và với cái phần nhà vệ sinh ở phía tầng 2 đây ạ, thì đầy đủ cái hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, vắt khăn dàn này, bồn cầu này, ống chờ bình nóng lạnh. Đó, lavabo đây, ở phía tầng 2. Căn nhà này giá 2,1 tỷ, 34,1m, xây 4 tầng. Đó. Tiếp theo, mời người theo em lên trên phía tầng 3, 4 của ngôi nhà. Và quý vị ơi, với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Gồm một phòng ngủ trước và một phòng ngủ sau. Phòng ngủ trước ở phía tầng 3 đây. Đây quý vị nha. Phòng ngủ phía trước ở đây được thiết kế trần thạch cao, cửa sổ 2 lớp. Bên ngoài là cửa nhôm kính và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Tất cả các phòng ngủ thì đều được chủ nhà thiết kế đầy đủ ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa cho mình rồi. Đó, rất là thoáng đúng không ạ? Nói chung là nó quan trọng là vị trí bất động sản. Hiện tại bên em thì gần như là bán toàn bộ khu vực quận Hà Đông, tất cả các phường. Mọi người có muốn tư vấn ở đâu thì cũng có thôi, nhưng tuy nhiên nó là cái tầm tài chính của mọi người. Mọi người cứ liên hệ ngay với Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho mọi người một cách tốt nhất, chọn lựa cho mình những cái căn nhà, những cái vị trí bất động sản ưng ý nhất. Đây là nhà vệ sinh ở phía tầng 3. Nó y như tầng 2 mọi người ạ, đáp ứng cho quý vị đầy đủ cái công năng sử dụng theo từng tầng. Và tiếp theo, đây là cái phòng ngủ phía bên trong ở tầng 3. Như vậy, lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà đã có 3 phòng ngủ riêng biệt. Tất cả các phòng ngủ thì đều có cửa sổ thông thoáng. Đó, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa, thiết kế đầy đủ hết rồi. Căn nhà này thì diện tích nó rộng, chia 2 phòng cũng khá là hợp lý. Nói chung không xuất sắc, không hoàn hảo bằng quý vị tự mua đất, tự thiết kế, tự xây đâu. Cho nên là với những cái căn nhà này thì mọi người cố gắng đạt ra cái tiêu chí được tới 90% mong muốn là được rồi. Tiếp theo, mời mọi người theo em lên phía tầng cuối cùng của ngôi nhà này nhé. Và mọi người, đây là phía tầng 4 của ngôi nhà. Thì tầng 4 của ngôi nhà, chủ nhà có thiết kế 2 cái sân trước sau cho mọi người. Đó, sân phơi quần áo, sân trồng rau, trồng cây, trồng hoa, lá, cành với cái vị trí căn nhà đây. Xung quanh thì ngập tràn tiện ích và rất là nhiều cây xanh. Xung quanh còn khá là nhiều quỹ đất trống. Cho nên với cái căn nhà này thì hiện tại nó đang rất là thoáng nha quý vị. Đó, nhà có sao thì Hồng Ánh nói vậy thôi. Nếu để mà nói khu chỗ này mà dân cư đông đúc thì nó cũng không hẳn quá là đông đúc so với ví dụ như là em quay ở bên Kiến Hưng hay là Dương Nội đâu. Bên này nó vẫn đại loại là nó vẫn còn nhiều quỹ đất, cho nên đây mọi người có thể nhìn thực tế đây, cây xanh còn rất là nhiều luôn. Nó rất là thoáng. Quý vị nào thích yên tĩnh, quý vị nào thích mà về những cái vùng ở đây thì nói đúng nó là ven Hà Nội rồi mọi người ơi. Cho nên là nó chỉ có như thế này thôi. Cho nên tầm tài chính cả nhà, cả đất nó chỉ có 2,1 tỷ. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể, chi tiết hơn nữa về những cái căn nhà bên Ngọc Ánh thì có thể liên hệ ngay với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Và mọi người đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.